Dạ mẹ, trong vòng 10 giây, ở đây đang hướng dẫn cho nên là chậm hơn tí. Thoát cà vạt 10 giây. 10 giây thôi. Đó. Làm giống như cái nơ ha. Nha. Rồi, lật một lần nè. Lật hai lần nè. Nha. Lấy này. Bỏ phủ ra ngoài nha. Phủ ra bên ngoài nha. Rồi, bỏ vô. So cho nó bằng xuống đây. Kéo lên. Rồi, chỉnh lại. Chỉnh lại. Đó, rồi, ok. Render luôn. Dạ. Yeah. Hay quá. Hay quá. Rất nhanh. Rất nhanh, rất nguy hiểm. Xong đặt chữ là nó phải cân đối hai bên nè. Đó, rồi sau khi rút cái dây phụ ra nè. Đó, sổ ra được nè. Được chưa? Rồi cách giữ cà vạt thẳng luôn nha. Cách giữ cà vạt thẳng nha. Rồi sắp đôi cà vạt lại. Để tay nha. Nhìn vậy chứ không phải dễ đâu à. Rồi, rất gọn gàng. Nhìn vậy chứ không phải dễ đâu.